hé lộ bí mật về bốn long mạch linh thiêng nhất Việt Nam, đến cao biển cũng không thể yểm. Long mạch là mạch đất, bên trong có chứa khí mạch sống, như trong cành cây có chứa nhựa cây. Nó có thể chạy qua những dãy đồi núi cao, cũng có thể đi rất thấp, lắm khi uốn lượn xà xà như hình con rồng đang cuộn mình, vươn tới để ôm chầm vào một huyệt đất nào đó. Trước huyệt kết có đất nổi lên cao che chắn gọi là án, hoặc có gò bao quanh, kết hình ấn kiếm ngựa voi chương trống gọi là xa. Vậy thì, đâu là những long mạch nổi tiếng tạo nên linh khí nước Nam, đến cả những thầy phù thủy cao tay nhất Trung Quốc cũng không thể nào trấn yểm. Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay với một lòng tự hào dân tộc dâng cao. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem long mạch là gì. Có lẽ, đối với nhiều người thì đây là một từ ngữ không hề mới, nhưng để hiểu được cặn kẽ ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng biết. Long mạch ở trong phong thủy chính là mạch của đất, là nơi khí hội tụ. Hay nói cách khác, long mạch là một hệ thống mạch chạy trong lòng đất, tuy rất mềm mại, uyển chuyển nhưng mà lại vô cùng mạnh mẽ, lúc ẩn lúc hiện, uốn lượn quanh co như rồng. Nghe miêu tả thì nó giống như một thực thể sống đúng không nào? Cũng chính vì thế mà tại sao nó lại có một chữ long trong tên gọi của mình? Địa mạch lấy thế núi, hướng sông là tiêu chí, có mạch khí đi theo mạch núi, các địa mạch dẫn theo khí và nước mà theo thuật phong thủy, đây được xem là hai yếu tố then chốt và quan trọng. Long mạch đi đến đâu thì khí và nước đi theo đến đó, làm cho phong thủy nơi có long mạch đi qua trở nên cực tốt. Người dân nơi đây có cuộc sống luôn an bình, thịnh vượng. Các loại hình thế của long mạch cũng vô cùng đa dạng như hồi long, xuất dương long, giáng long, sinh long, phi long, ngọa long. Khi nói đến long mạch, ta cũng cần phân biệt được mạch chính và mạch nhánh. Mạch chính còn được gọi là chân long. Nếu mạch này nằm ở những nơi có nhiều núi đồi, hộ vệ xung quanh thì gia chủ sẽ rất giàu có vì giữ được long khí. Và một điều đặc biệt quan trọng bạn cần phải quan tâm đó là các yếu tố hộ vệ long mạch bao gồm bốn mặt chu tước, huyền vũ, thanh long và bạch hổ. Đây là những linh thú không thể thiếu sau khi đã tìm ra long mạch. Thực ra thì các loài vật này đều theo tứ linh của Trung Quốc. Nhắc đến cụm từ tứ linh thì ở Việt Nam có bốn loại, đó là long, lân, quy, phụng. Nhưng mà long mạch thì không phải lúc nào cũng tốt. Theo các chuyên gia, nơi có long mạch tốt là nơi tích tụ nhiều khí lành và thường năng lượng tại điểm đó cao gấp nhiều lần so với những nơi khác. Long mạch tốt là long mạch có hình thế uyển chuyển, mềm mại lên xuống, trùng trùng như chim sa, cá lặn. Đây được gọi là sinh long, là địa huyệt cát. Mặt khác, nếu long mạch thô thiển, cứng nhắc, cồng kềnh và uể oải thì đó gọi là tử long, là địa huyệt hung, cần tuyệt đối tránh. Vậy thì ở Việt Nam tồn tại nhiều long mạch hay không? Câu trả lời là có. Vậy thì đó là những nơi nào? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu. 2. Hãy đến với núi Tản Viên. Nhắc đến núi Tản Viên thì không ai không biết, nhưng ít ai biết rằng đó còn là nơi có địa thế long mạch vô cùng đắc địa của nước ta. Ngay sau khi hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn ra địa thế tiền thủy hậu thạch của nơi đây. Trước mặt núi là nơi hội tụ của ba dòng sông Hồng, sông Đà và sông Thao. Nước sông Đà chảy từ bên trái sang bên phải, tạo ra trường lưu thủy. Tất cả sông đều chảy về biển lớn. Nhìn toàn cảnh, tình thế tay ngai, cho nên mảnh đất rất linh thiêng. Thêm vào đó, theo sách Bắc Thành Địa Dư Chí của Lê Đại Cương có chép, núi này hình núi tròn như cái tán nên gọi là Tản Viên, rộng rãi, bao la, đứng cao hùng vĩ làm chấn sơn cho cả nước. Núi cao 2.310 trượng, chu vi là 18.605 trượng, phương Tây có Đà Giang chạy quanh theo sườn cây rậm rạp, cảnh trí đẹp. Nếu mà lấy núi Nghĩa Lĩnh, cố đô của nước Văn Lang thời tiền sử làm tâm điểm, thì núi Ba Vì và núi Tam Đảo là hai điểm đối xứng, tạo thành thế tay ngai trong luật phong thủy do triều đại vua Hùng tạo lập. Có thể thấy là từ tận thời vua Hùng, người ta đã có khái niệm về phong thủy và cách tạo lập các điện thế. Có câu chuyện kể rằng, vua nhà Đường của Trung Quốc đã coi núi Ba Vì như một đầu rồng hùng mạnh, còn thân rồng chạy suốt tới tận phương Nam chính là dãy Trường Sơn ngày nay. Chính vì lý do đó, để nước Nam không thể phát vương, vua Đường đã cử Cao Biển, một vị tướng kiêm phù thủy sứ Trung. Hắn đã cho đào 100 cái giếng xung quanh chân núi Ba Vì để trấn yểm, tà triệt long mạch của nước ta. Nhưng mà cứ đào gần xong giếng thì giếng nào giếng đó lại bị sập, cho nên chúng đành phải bỏ cuộc bởi dãy núi thiêng, núi tổ của nước Đại Việt. 3. Hoàng thành Thăng Long, tâm điểm của đồng bằng Bắc Bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi luôn được các bậc tiên đế chọn làm hoàng thành. Vậy thì Thăng Long có gì đặc biệt?
Trên sơ đồ núi Chầu, sông Tụ mà các nhà nghiên cứu phong thủy đã mô tả, thì 8 dãy núi vòng cung xoáy theo hình rẻ quạt đi lần lượt từ dãy Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, sông Gâm theo hướng Đông Bắc, Tây Nam đến dãy núi Sông Đà và Ninh Bình từ phía Tây Nam hất ngược lên. Cuối cùng là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Tam Đảo đi từ chính Bắc xuống. Điểm đặc biệt là 8 dãy núi vòng cung đều phi tụ ở tâm điểm là Thăng Long. Thêm vào đó, hướng các con sông cũng đồng quy về trung tâm Thăng Long. Cũng chính vì thế mà nơi đây mới được gọi là tâm điểm của Bắc Bộ. Nếu mà các bạn vẫn chưa rõ, thì đây là thế vô cùng quý hiếm, độc nhất vô nhị của nước ta. Trên bản đồ địa hình, trong thế đồng quy của 8 dãy núi xoáy lại, không rõ từ mạch ngầm nào mà ngọn núi Ba Vì sừng sững mọc lên như thể tạo hóa đã cho nó công dụng nạp linh khí của 4 phương 8 hướng về chính tại nơi đây. Đỉnh núi chỉ cao 1.296m, nhưng nó là đỉnh cao nhất ở khu vực Thăng Long, là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh với bao nhiêu câu chuyện truyền thuyết như chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thời Hùng Vương đến chuyện từng đoàn quạ đen xả xuống bên Hồ Tây uy hiếp giấc ngủ của Mã Viện sau khi ông tướng già đã truy đuổi hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, khiến cho hai bà phải nhảy xuống sông tự vẫn ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Hay là câu chuyện thầy phong thủy Cao Biền bị Tản Viên Sơn thánh phạt khi mà ông phù thủy này định dùng tà thuật để đùa giỡn với thánh nhân đất Việt. Người ta thường nói là không có lửa làm sao có khói. Chính địa thế hiển hách nơi đây đã là nơi khởi nguồn của những câu chuyện truyền thuyết bí ẩn. 4. Hồ Tây Nguyệt, Hàm Rồng. Cũng như bất kỳ vạn vật nào khác có điểm mạnh thì không thể nào không tồn tại yếu điểm, và long mạch thì cũng như vậy. Hơn 1.000 năm trước, khi quan đô hộ xứ Cao Biền phát hiện ra linh khí của vùng đất Thăng Long, hắn đã quyết tâm xây dựng thành Đại La có 30 km bờ đê bao quanh và lập ra một vương quốc cho riêng mình. Không nơi nào khác, Hồ Tây chính là nơi hắn ta đã chọn, bởi vì đây là một nơi vô cùng quan trọng, được coi là yếu huyệt của cả Thăng Long. Tại sao nơi đây lại quan trọng nhất? Thực tế thì sông Hồng và sông Tô Lịch đối với yếu huyệt Hồ Tây có một mối liên hệ rất cần thiết là long mạch chủ yếu của yếu huyệt. Nếu các núi tập trung ở Tam Đảo thì đối với các dòng sông, nơi tập trung của chúng chính là Hồ Tây, đặc biệt là tất cả các sông đều phải thông qua sông Tô Lịch để liên thông đến Hồ Tây. Việc sông Tô Lịch bị lấp, xây nên các phố chợ gạo, ngõ gạch, hàng buồm, hàng lược làm cắt đứt quan hệ của các sông với hồ, tạo ra một dòng sông chết, khiến sông Tô Lịch trong xanh ngày xưa trở thành nơi đổ nước thải. Truyền thuyết thì kể rằng, Cao Biền thấy đất Giao Châu có nhiều kiểu đất đế vương, sợ dân nơi đây bất khuất, khó lòng cai trị nên thường cưỡi diều giấy bay đi xem xét và tìm cách chấn điểm các long mạch để phá vượng khí của người Nam. Một lần bay qua vùng núi Hàm Rồng, nhìn thấy huyệt Hàm Rồng, Biền nói rằng địa thế này tuy không phải là hùng địa, xưng long vô túc, tức là con rồng không chân, nhưng mà cũng là hình con rồng què chân, không phải đất cực quý nên mới bỏ đi. Miệng thì nói vậy, nhưng chính y lại âm thầm trở lại, mang theo hải cốt của cha để an táng vào nơi đây, mong sau này có thể phát đế vương. Tuy nhiên, sau nhiều lần táng mả cha vào, nhưng mà xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra, không thể nào kết phát. Cao Biền cho rằng đây là long mạch cực mạnh, cực quý, thì lại càng ham thích sắc tâm làm đến cùng. Biển bèn tán nhỏ xương, vừa tung lên thì có muôn con chim nhỏ cũng bay đến, vỗ cánh quạt phù phù, làm xương cốt bám trên vách đá bay tứ tán. Biển mới than rằng linh khí nước Nam quá mạnh, không thể nào cưỡng cầu. Quả nhiên là không lâu sau, Biển bị triệu về nước rồi giết. Kẻ ác thì đều có cái giá phải trả cho riêng mình, cho dù biết được địa thế thuận lợi, nhưng lòng dạ hiểm độc thì trời không dung, đất cũng chẳng tha. Không ở đâu xa, long mạch của Việt Nam vẫn đang chảy trong chính cơ thể, trong tiềm thức của mỗi người con đất Việt. Đó mới là nguồn long mạch vững vàng nhất, mạnh mẽ nhất mà không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm lung lay. Cũng chính vì thế mà người dân ta luôn tự hào với bốn từ con cháu lạc hồng.